Hồ bơi bỏ hoang trở thành nơi sinh trưởng lý tưởng cho cây cỏ. Mỗi năm chỉ khoảng một vài tháng là được đưa vào sử dụng, các tháng còn lại đều bỏ không, đã khiến hồ bơi bê tông kiên cố có vốn đầu tư khoảng 500 triệu đồng tại khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự dần xuống cấp sau 8 năm hoạt động. Thứ nhất là cái người huấn luyện, đa số là những người đó thì người ta cũng vừa làm việc khác chứ không phải là chuyên môn trong vấn đề mà cái hướng dẫn này. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện là còn thiếu, cái vụ mà bơm nước hoặc rút ra, cái khoản kinh phí nó tương đối là cao. Còn tại huyện Hồng Ngự, hồ bơi ở một số trường tiểu học cũng gặp phải tình trạng xuống cấp. Theo thống kê của địa phương mới đây, có 5 trên 13 các điểm trường có đề xuất nhu cầu sửa chữa, bảo trì hồ bơi sau nhiều năm sử dụng. Nó cũng có những cái khó khăn là khi cái bể bơi nó bị tét, rồi nó bị xì nhiều. Nó thành ra là trong đó nhà trường cũng có hướng khắc phục, là anh em cũng có xây chấp vá thì dạy trong vòng cỡ khoảng 8 năm khi được cấp. Thì trong cái năm học 2021 và 21-22 thì nhà trường không có chuyên dụng cái bể bơi này nữa, mà hình thức là mượn cái cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Thường Thới Tiền trong vẫn duy trì dạy cái công tác phổ cập bơi cho các em. Việc đầu tư hồ bơi, bể bơi, cơ sở vật chất ban đầu có ý nghĩa quan trọng. Tuy vậy, công tác hỗ trợ để duy trì hoạt động, nhất là về kinh phí, nhân lực, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lại đóng vai trò quyết định. Do đó, các địa phương cũng như các trường cần quan tâm hơn vấn đề này để việc dạy bơi không bị gián đoạn, giúp phổ cập bơi cho trẻ phát huy được hiệu quả bền vững.